Tôi tên là Trần Thị Hiền Minh, hiện là Phó Chủ tịch Chi hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn và cũng là nghệ nhân bánh dân gian Việt Nam. Khi đến với Day by Day thì mọi người sẽ thấy một cái không gian ở đây rất là Việt Nam và không khí mát mẻ. Tôi mong muốn là sẽ chia sẻ ở đây cũng như giới thiệu ở đây cho thực khách những món ăn vùng miền. Thì ngày đầu tiên để làm một cái buổi workshop nhỏ cho Day by Day thì tôi muốn giới thiệu đến đó là trái thanh trà. Vì mùa này đang là mùa của thanh trà, và khi nhắc đến thanh trà thì ai cũng biết là cái mùi thơm cũng như là cái vị chua của nó. Và những cái món tôi đưa tới đó chính là như lẩu thanh trà nè, những cái loại nước ngon đều từ trái thanh trà. Và hy vọng là tất cả những thực khách khi đến đây thì mọi người sẽ yêu thương cũng như là hài lòng với tất cả những cái món ăn tại Day by Day. Khi đến với Day by Day thì tôi cùng với lại chủ đầu tư mong muốn là sẽ gửi đến cho thực khách những món ăn cũng như là đặc sản của vùng miền, tất cả các vùng miền ở Việt Nam. Và khi quý vị đến với Day by Day thì quý vị sẽ được thưởng thức những món ăn mùa nào thức nấy và trải nghiệm được chính tay của mình cùng chung với lại tôi để thực hiện những món ăn ngon. Ẩm thực của miền Việt Nam mình đã đứng được thứ 22 trong 100 món ngon nhất thế giới, cũng như là thứ 6 ở khu vực châu Á. Thì khi đến với Việt Nam, không chỉ là cá nhân tôi đâu mà tất cả những người bạn của tôi khi đến với Việt Nam thì ai cũng rất thích ẩm thực Việt Nam, vì một điều đó là rau củ ở Việt Nam mình tươi và ngon, và các món ăn của mình được pha trộn cũng như là được chế biến nó đầy đủ từ chất xơ cho tới chất đạm và màu sắc cũng như là gia vị. Nó không quá đậm, nó cũng không quá cay, nên làm cho mọi người dễ ăn, và những thực khách khi ăn rồi thì mọi người sẽ không quên. Mà không chỉ là những thực khách thông thường đâu, mà đối với tôi thì những người bạn của tôi là những đầu bếp cũng rất là có tiếng trên thế giới. Thì khi họ đến đây thì việc đầu tiên của họ là mong muốn tôi dẫn đi đến những cái nơi nào bán những món ăn truyền thống Việt Nam. Và mọi người khen là món ăn truyền thống Việt Nam của đất nước mình rất là ngon. Đó là niềm tự hào của tôi và cũng như là của mọi người. Khi tôi kết hợp cùng với Day by Day để đưa một cái dự án là giới thiệu về ẩm thực Việt Nam đến với tất cả mọi người. Vì những thực khách ở đây thì hết 60% là khách du lịch các nước. Chính vì điều đó thì ekip của Day by Day cùng với tôi thì cùng cả hai cùng là một niềm đam mê yêu ẩm thực Việt và cùng mong muốn là phát triển nền ẩm thực Việt Nam của mình. Và chính vì điều đó, đó là điểm chung mà tôi cũng như là ekip Day by Day muốn đưa những cái món ăn ngon truyền thống thật đẹp và thật dinh dưỡng đến cho thực khách nước ngoài cũng như là thực khách Việt Nam. Khi nhắc đến những món ăn đặc sắc của đất nước Việt Nam của mình thì có rất là nhiều, nhưng mà để chọn ra những cái món ăn mà đối với cá nhân tôi mà khi đi đến mỗi vùng miền thì để chọn và thưởng thức thì mỗi vùng miền sẽ có những cái món đặc sắc riêng. Ví dụ như là đi đến với Hà Nội thì việc đầu tiên tôi sẽ chọn đến đó là phở. Tại vì đối với Hà Nội thì phở nó chính là cái nôi mà khi mà ra đến miền Bắc mà hầu như ai cũng muốn thưởng thức để tìm hiểu cũng như là thưởng thức xem là cái khẩu vị cũng như là cái hương vị thơm riêng đặc trưng của phở là như thế nào. Đến với miền Trung thì mọi người sẽ chọn đến đó là bún bò Huế. Vì nó là một cái món của một vùng đất cố đô, cũng như là một cái món mà hiện nay không chỉ là ở Việt Nam không đâu mà các bạn cũng như là các nước trên thế giới cũng đưa cái món bún bò thành là một cái thực đơn không thể nào thiếu trong các cái nhà hàng. Thì đó là một cái điều mà tôi luôn đến mỗi vùng miền tôi đều chọn như vậy. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì hầu như là tập trung được tất cả những món ngon của tất cả các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Nên là đến với thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người sẽ thấy được rằng là muốn món ăn ngon nào mình cũng có thể kiếm được. Nhưng mà riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh mà để mà những cái buổi mà thay vì tôi đi ăn, tôi nấu cơm ở nhà thì tôi sẽ đi ra ngoài, thì tôi sẽ thưởng thức những cái món như là cơm tấm ở những cái nơi bán dọc đường hoặc là những cái quán ăn mà tôi hay ghé đến. Thì ở đó có những cái cơm tấm, mỗi khẩu vị của mỗi nhà tiệm họ sẽ có những cái khẩu vị riêng, mà mỗi lần đi ăn thì tôi lại có được là những cái kiến thức thêm cũng như là những cái hương vị riêng của mỗi món ăn. Tôi đã có hai đứa con tinh thần. Đứa con đầu tiên của tôi đó chính là Hương Bếp Nhà, và đứa con thứ hai đó chính là Thơm Thảo Sôi Chè. Thì hai quyển sách mà khi tôi và cùng ekip của Bếp Cô Minh làm thì đều mong muốn đó là đưa những cái gì thân thương nhất của những gian bếp, của bà mẹ, của những người dì, của bà ngoại đến với mọi người. Và khi bất kỳ ai lớn lên và đi đâu xa thì vẫn luôn luôn nhớ về cái gian bếp của quê hương cũng như là gian bếp của nhà mình. Và chính vì những cái điều yêu ẩm thực đó mà tôi đã làm thêm đó là cuốn Thơm Thảo Sôi Chè. Khi đưa đến với quyển Thơm Thảo Sôi Chè thì tôi muốn đó là những hương thơm của các món ăn ngon cũng như là tấm lòng hiếu thảo của mỗi người con trong gia đình làm nên những món ăn ngon đó và đưa lên cho những người thân yêu nhất của mình. Và chắc chắn là những món ăn ngon cũng như là những món bánh đẹp sẽ có mặt tại Day by Day trong những thời gian sắp tới. Khi làm xong quyển sách thứ hai thì có rất là nhiều quý độc giả cũng đã yêu thương và mong muốn là có một cái quyển sách thứ ba để đến với lại mọi người. Thì bản thân tôi cũng như là ekip của Bếp Cô Minh cũng đã có lên những cái dự án, nhưng mà cho xin phép đây là một bí mật của ekip cũng như là của Bếp Cô Minh. Hy vọng là sẽ giới thiệu với khán giả cũng như là quý độc giả trong thời gian ngắn nhất. Đến với buổi workshop ngày 27-28 tháng 4 gần tới đây, những thực khách mà yêu mến về ẩm thực sẽ biết đến là trái thanh trà sẽ có một cái vị chua nhẹ và rất là thơm ngon. Và mùa này đang là cái mùa chính của thanh trà và nó sẽ có rất là nhiều ở Vĩnh Long. Mà mọi người khi biết đến thanh trà thì thường hay dùng để làm những cái món nước để uống. Nhưng mà khi đến với Day by Day thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một món đó chính là lẩu thanh trà.